Good morning. Today is Wednesday, 6 a.m. right now. We're going to go see the bus in 15 minutes and then take off at 6:30 to head to Peter Square to get in line to meet up with the Pope today. So everyone is excited. Each got a breakfast bag from the hotel so we can eat in the bus as we head there. Get in line. I heard the line gonna be very long. Follow us. Đẹp quá. Em xin mời đi ạ. Dạ. Đi rồi. Yes. Ai đi trước đi. Let's go. Em xin mời đi nha. Đây chiếc xe bus này. Chắc chùm. Giống Mễ. Ông Mễ hát tiếng Việt mà hát nhạc Xuân nữa. Nên là mình là perfect sai chứ không có thiếu không gì hết. Mình ngồi máy bay mình thấy quá tuyệt vời thôi. Đúng rồi. Wow, nghe tốt quá. Trong người ta tụi rồi đó. Minh mẫn. Cái này giống đi. Cái trường học hay là gì nó lớn ghê ha. Để chúng con luôn luôn biết nói lời cảm tạ Chúa, để chúng con biết cầu xin Chúa những gì chúng con cần phải có, để chúng con luôn thương xin Chúa cứu lấy các linh hồn, những người không cầu nguyện được đang cần đến chúng con dâng lễ cầu nguyện cho họ. Với những ý lực và ý chỉ đó, chúng con xin dâng lên Chúa với cả tâm tình chân thành danh chính Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Cha chúng con đấy. Okay, we're walking to Peter Square to get in line to see the Pope. Đây là cổng đi vô thành Roma. Đấy, trời ơi, nó đi nhanh quá. Đại tao. Ừ. Đám đó. Nhìn cái đám đó là đám mà chen lớn dữ lắm. Mình sớm đang sớm hơn nữa. Tun. Rồi nói đuôi đây ha. Trời, người ta thức sớm. Ta thức sớm ở đây. Rồi. Lên. Rút cho mình đứng đây cái gì đâu. Ba lô đang trước để cho nhìn thấy, ba lô đang trước á để cho dễ thấy đồ. Ba lô đi trước. Nào, ai có ba lô đang trước? Cao quá. Mấy cô ở phía sau không biết sao nữa. Đó xinh xanh mặt người ta đó. Giờ khách hàng ở cho hả? Khách hàng đi vô hả? Ờ, đang đợi, chưa, nó chưa mở cửa. Ông đấy không thấy, ông thấy người ta không à? Đứng đó đi con. Không có đâu. Con chụp cho mình đây nè. Đó. Một mình đó. Yeah, một mình luôn á. Rồi. Rồi, tối gửi cho. Ba lô ngược. Đeo ba lô ra đằng trước. Luôn có gì hết. Không có gì nhưng mà nó rộng. Đeo ba lô ra đằng trước. Nha cha nói đeo ba lô ra đằng trước. Không có nhưng mà nó rộng cũng uổng. Ông kia nói đâu có gì đâu, đeo đằng sau. Ai không nè? Ba lô đâu có gì đâu, không chịu đeo đằng trước. Không chịu đeo đằng trước. Ở đây nè, đây chụp cho. Đây những người. Đang xếp hàng vô cổng. Very long.
Dạ ba lô đằng trước, bác này cũng có, bác kia cũng có. Đám nào cũng vậy. Bác này cũng có, bác này cũng có. Cha, cha đưa cái bụng lên cha, đưa bụng ba lô. Đây, ông cha này cũng có. Này tàu quân, tàu quân lộn. Một nước trong một nước. Hai nước trong một nước. Hai nước trong một nước thì thành ra ba nước rồi. Một nước trong một nước. Một nước trong một nước, cộng lại hai nước trong một chung. Đúng rồi. Hai nước trong một chỗ, trong một nước. Họ nhường cái đất này cho giáo hội. Cha cao. Mệt vậy nè. Cái bóng lên coi. Người ta đâu có đông. Video. Video. Rồi, đang ở phía trong Vatican. We inside now. It's so pretty. Mới vào cổng để đi vào phía trong Vatican. Việt Nam mở dài. Today is Wednesday morning. We finally made it here. We took a bus at 6 a.m. Get here 6:30, get in line. Now it's 7:30, 1 hour waiting. Finally, we inside. Beautiful. There's a group. Áo dài. Áo dài, áo dài. And here's my áo dài. Anh xin mời ra đây. Rồi. Đẹp quá. Vĩ đại. Đi qua cái cổng ở đây. Cái cổng security ở đây. Đây là những cái cổng security. Kế bên ngoài là cổng. Còn vô đây là cửa giáo hội Vatican. Hello, hello. Mọi người đủ chưa? Dạ không, dạ không, mời em chụp cho. Yeah, cảm ơn cha. À, chúng ta được một cái ưu tiên là chúng ta ngồi bên góc trái bên kia kìa. Ngồi gần chỗ Đức Thánh Cha đó. Thì bây giờ mình phải lên sớm ngay để mình ngồi những hàng dưới đầu. Để sau khi tiếp kiến xong á, thì Đức Thánh Cha sẽ có, sẽ đi gặp gỡ những cái người bên hàng phía bên phải. Thì sau đó mình sẽ hy vọng là con sẽ xin những cái bộ đồ vẽ để cho mình được chụp hình cùng với nhạc. Rồi, vậy cháy dẫn đường, mời cháy dẫn đường. Bắt đầu cháy nhìn. Cháy nhìn có biết thời trang gì không? Chị đang làm phong trào hả? Hay quá. Bên kia, Có chưa? 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 Có
À, con là định giờ sẵn sàng, hy vọng là nó có giờ. Ok. Nhưng mà đi đây nó hơi mệt đó nha. Giống sao biết á. Hôm qua còn mệt hơn nữa. Hôm qua cũng lên núi lên núi không mà không thấy xuống. Lên núi nhưng mà bên đó là núi ấy, nó là ngoài trời. Dạ. Còn cái này cái đường hẹp lắm, đường có chút xíu. Ồ vậy à. Thì Chúa nó nằm dưới lên trên đường. Dạ. Nhưng mà con hy vọng là với Chúa những này cái cuộc gặp lại với anh Trang thì mình sẽ có đủ sức để mình đi. Dạ. Dạ. Vâng. Dạ. Không có, không phải có. Dạ. Quyết tâm rồi. Cái đó thì trai của ông Michelin đó. Nhưng mà mấy anh chàng đó chụp chứ đừng có đụng với mấy ảnh, đụng với anh là. Anh là sao đụng em thế. Đặc biệt của lính vị sĩ là chưa lập gia đình. À, mới có khoảng 20 mấy tuổi thôi. À. Cùng à. Với chừng. Rất là mạnh khỏe. Thank you. Completo? Prego, venga, venga. Thank you. Đẹp trai quá ha. Ngày nào ngày nấy mặc đồ ngầu dễ sợ. Può qualcuno fare l'ultimo così vediamo che è l'ultimo del gruppo, the last one of the group. Can you control? Yes, yes. Can you control the last one of the group? Mấy người lúc giáo hoàng đến hay restroom nè. Cái này nè. Đồng phục. Bonjour. Okay. Nãy giờ nó hỏi mấy lần rồi, 1 2 3 4 lần rồi. 4 lần đến lần thứ 5. Đi qua 5 cổng lần đó. Nãy giờ hỏi 4 cổng rồi đó. 5 cổng, qua 5 cổng. Mình lên mãi chỗ này. Nãy mình vô, nãy giờ hỏi 4 cổng rồi đó. Trời ơi. Đây, cổng thứ 5 này nè. Hỏi bao nhiêu cổng. Wow, đặc biệt quá. À, đặc biệt luôn. Con em năm ngoái chờ 3 tiếng ngoài rồi đi về không vô được. Không vô nổi, nóng lắm. Nó chờ, nó đuối rồi, nó khát nước rồi nó... Hai đứa nó chờ. Yeah. Không vô cổng được luôn. Nó chờ khoảng 3 tiếng nó vô cổng không được luôn. Mà hai đứa trẻ, hai mấy tuổi. Thank you so much. Ý cha là muốn ngồi bìa đó. Nhưng mà cha nói gì là thầy không ngồi không được. Bìa thì nó đỡ chặt hơn ngồi giữa.
Thì đấy, cho nó ngồi bìa nó mới thấy à. Brasiliano qua. Brasile. Cẩn thận nó mới ướt. Giờ sao? Chờ cho nó khô thôi nha. Vừa đã thấy cái lưng nó kéo hoài. Ô ghế của ngài đó đó hả? Ghế gần đó. Đó, lát cái hoàng ra đó ngồi. Bà thấy là gần nhất, rõ nhất. Cái khu này thôi. Mà kín sát lên trên hết. Kín sát lên trên hết. Từ ghế chứ. Nè, chào. À, mình lấy hết chỗ luôn đi, lấy hết chỗ như này. Nè, Linh ngồi đây, ngồi gần ngay mặt trời luôn nè. Trân, quay phim dán lên đó ngồi không? Lên hai vợ chồng lên đó ngồi. Ừ, chui đại đi. Sao chỗ rồi chui nó nhỏ xíu rồi chơi. Cảm ơn chồng. Chui đại đi sao đó. À, ngồi sau lưng mấy người đó mát á. Yeah. Nhớ nha. Giờ phải cần có cái dù, ai có dù. Sướng cái gì cha? La yeah, la cái gì lại? La. Ờ. Vậy đấy hả? Thống nhất Việt Nam hả? À. Nó kêu Việt Nam mình đứng là nó vô. Mình phải thống nhất một câu nào cha? Giờ phải thống nhất câu nào, chữ nào chứ? Hallelujah. Amen, cho nó dễ. Amen, cho nó dễ. Wow, vậy là một hồi Đức Thánh Cha ngồi ngay cái ghế đó. Đó, ghế đó. Ừ, là ngài từ trong đây đi ra hả? À, không. Trong cái building này ra đó hả? Đúng rồi, bình thường vậy đó, từ trong nhà ra nè. Khi đi từ bên hông nữa. Không có cho biết trước đâu. Vậy đó hả? Surprise hả? Vậy ngài ở đâu vậy? Đi từ tứ phía à. Mấy cái phòng này là của các cha ở trên đó đó hả? Nè. Mấy cái phòng ở trên đó ngay trước mặt đó. À, đúng rồi. Văn phòng á. Văn phòng office hả? Xung quanh này là office thì xưa hả? Office hả? Wow. Không có đâu. Không có đâu. Đứng kia không à? Ngồi thì... dưới hay là đứng dưới? Dạ. Đứng nè. Tự chạy nhanh đâu xin được. Cái ghế này phải có giấy mới được ngồi. Đúng rồi, cái giấy mới được qua đây mà. Dạ. Một tầng, hai tầng này là đều phải có giấy. Xuống tầng thứ ba dưới kia là mấy không giấy. Bình thường là cái gì mà. Việt Nam mà chùm chùm hòa thành Ấn Độ hết giờ. Hòa thành Ấn Độ hết giờ. Này ngồi về trúng nắng. Mà nãy cháy là đó bắt đây mấy người đầu ở phía bên kia. Không thì hỏi vậy thôi. Lúc hàng bữa nay là buổi chiều ít. Buổi chiều ít hả? Tức là buổi chiều ít gặp gỡ các đoàn làm hương trên thế giới. Buổi chiều ít. À, vậy cũng được. Ngày Đức Thánh Cha upside down.
chú vô đúng rồi, chú vô. Không, em nghĩ ngồi trước thánh cha ra mình không nên che đâu. Mấy người sao người ta không thấy á. Thì lúc đó mình bỏ xuống. Người ta nói mình á, còn bây giờ mình che nắng á. Đúng rồi. Chú bỏ xuống. Chỉ có phe ta che thôi à, mấy người khác người ta để tỉnh bơ rồi. Xé cái chị nè. Xé cái bao giấy ra lấy che cũng được kìa. Đây là Thiên Quốc á. Ấn Độ chứ. Là cha lê chân đi vòng. Gắn nha, gắn nướng một tiếng nữa nha. Cô làm sao ổn không vậy? Cô làm sao có nón? Cái này giống ngày Thánh Mẫu á cha. Ngày Thánh Mẫu cái gì cũng che đó. Có 102. Ông bự nha. Ông bự nha.
Là một cái văn hóa hay ở đây nó nhiều quốc gia người ta đưa các dụng cụ người ta đến người ta thổi này kia rồi mọi người hưởng ứng. Đừng có đưa cái tay này lên không có đọc được. Không thấy được. Không thấy được. Đưa cái cam trên thôi để đọc được chữ á. Lấy thấy chưa? Mày làm sao đưa lên, chị đưa để cho bằng chức đưa cho cán chịu. Rồi. Nói hẹn một người cầm được không? San Francisco. Tự ơi cái tay thẳng không đồng được. Thấy chữ Hồng Minh không à, không thấy chào giáo hoàng gì hết. Gấp cái này xuống, tự hay gấp này xuống. Thì thả xuống. Thôi xong rồi. Gấp này xuống rồi. Đó, một cái chữ cho giáo hoàng đi, bỏ chữ Hồng Minh xuống dưới đi. Đồng chữ Hồng Minh không à. Gấp xuống. Gấp xuống. Gấp cái Hồng Minh xuống, gấp lên. Thông thường nó cũng chưa hiểu. Gấp nữa. Không sao. Đấy, như vậy nè, đọc mới được nè. We love you, Papa. We love you, Papa. Chào mừng mừng chuẩn bị đón nước cho hoàng bên này nha. Thôi mình đứng lên trên người ta không có nhìn thấy, thôi mình xuống đi. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. To express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. The following is a summary of the Holy Father's Catechism. Families, the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you. Lên gần đi con. Lên cha nhường, cái này muốn lên trước cứ lên đi.
đấy. Never. I have that before. Nè, đứng gần cái baby này nè, thế nào đứa cho mày cũng ghé đó. Ừ. Đứng vô, đứng gần baby. Không, không, mình không được đưa. Ngoài kia nó được. Việt Nam vẫn là Việt Nam đó, nó quay được đấy chứ, quay đi. Nhấn video đây ha, video. Nhấn lên, rồi nhấn đi. Nhấn video. Giờ quay video chứ đừng có. Argentina. Bây giờ sắp bắt tay phốt rồi. Nói cho thực tế. Bé bé nè, đời này bé bé nó mới có da. How are you? We love you. Talk to him. Te amo. Ừ, nó đại gì? Ừ, nó giống nhau nhiều lắm. Te amo. Argentina đông quá, sao đến riêng người Việt Nam à? Ô. Trời, anh Cường anh té ghế kìa. Are you okay? Đại ca của mình té rồi sao trời? Con cha. Nó viết thơ nó tặng người ngày sao vậy? You know the letter to him? Is it the letter to the Pope? Yeah. Nó hiểu tiếng Anh. Giờ phát làm như cha chúc lành. À. Phát người cái chuỗi. Oh, đều nice. Hết giống nhau. Này làm theo số đông. Hai group bên đây, group bên kia, group kìa. Đó người cái chuỗi, cái ba màu xanh đó. I have it. Này nhớ đọc kinh. I didn't pray, I gave to my mom. Đặc biệt lắm á, she's supposed to do that. She do that for you.
Đó, thì ra đây chia tài sản với nhau. Đi đi mấy bố, để quay phim. Mua. Dạ, ô, họ tới xếp hàng theo nhóm kìa cha. À, là nhóm khác. Are we next? Hay là nhóm mình có được next không? Trang Nhân coi. Trang Nhân ơi, mình có được lên chụp hình không? À, chưa đâu. Rồi, nhưng mà có được lên không? Không, tí nữa phải xin. Ừ, tí nữa phải xin hả? Không chứ phải chưa. Chưa biết đâu cha ơi, tại vì cái đó là cái sau. Hỏi đi, hỏi thử. Mình phải chờ người ta hết rồi mình mới lên được. Lúc mới cha đi về rồi. Bên kia cũng quan trọng á, mình chưa bằng quan trọng bằng đám bên kia đâu. Là hàng thứ yếu rồi. Mình là phía bên hàng rào bên này. Ở đám bên kia rồi không? Tu sĩ nam nữ không mình thấy không? Mình chỉ được có cái mặt dày thôi. Mình giáo dân. Dân liều. Dân mà cũng nhanh gian. Dân liều. Chả được. Chả là giáo dân mà mình mặt gian nữa thì không. Không hy vọng gì hết con ơi. Tội nghiệp mấy người dưới kia là tuốt dưới kia là không có gì luôn á. Thánh gì. Mình sẽ bỏ xếp hàng cho đằng kia nó đi được thì kìa. Kìa người ta xếp hàng hết kìa. Cái ghế có nghĩa là ngồi cái phía cái cánh này. Ngồi cái phía cánh này là đi xếp hàng hết nè. Bây giờ bỏ hàng đi rồi không? Dài lắm cha. Dài lắm rồi. Nón màu trắng, nón màu cam đang xếp hàng. Oh man. Người đẹp này đứng che block hình của tôi rồi. Mẹ nó tặng quà kìa. Anh Cường có mang cái tượng Đức Mẹ La Vang để tặng mà. Giờ không có, thôi tặng cha đi. Đức cha không được, tôi tặng cha. Đức cha không được, tặng thì thôi tặng Đức cha, thôi tặng cha mình đi. Ờ, mình nghĩ chắc không còn nữa đâu, chắc qua bên kia luôn. Đám này mặc vest to hết trơn rồi, chắc nó được đón lần nữa. Xong rồi phải đi nữa chứ, dưới kia người ta đợi kìa. Ờ, ngày lên xe, lấy chỗ. Con chiên đông quá, con chiên đông quá. Quê hương của ngài đó. Các cái này có một nhóm này thôi. Nhóm này khác này. Nhóm tại gì? Đứng này đứng phơi nắng luôn rồi. Nhóm này đứng hơi lâu rồi. Lại cái nhóm khác lên nữa kìa. Xin chào anh. Men. Anh đi du lịch Hồng Minh này. Nó đổi có cái nón trắng thôi mà mình mặc nguyên cái áo dài mà không cho lên. Vâng. Anh có nghĩ rằng là có ngày hôm nay anh đứng lại tại đền Thánh Phêrô mà gần rất sát với Đức Giáo Hoàng rồi. Dạ. Anh cảm xúc như thế nào khi anh được đứng ngay gần như vậy? Sao đó nó hiền quá ha, nó có lấn giống mình ha. Nó không dám lấn giống mình. Nó hiền quá. Đó, này bắt tay từ người người đó để đi ra đó. Anh muốn biết mọi người điều gì cho những quý mà sắp sửa đi hành hương cùng với Hồng Minh và trong năm tháng sắp tới để có cái buổi tiệc hết trước các bạn. Quá thì sẽ kêu đi đi thật ra. Ờ. Đúng rồi. Lâu quá, khóc không? Vâng, nửa giờ ra nửa quạo khóc chúc anh nhiều quá. Cái ba lô cha đứng chung cái ghế này không ạ? Ok, cái để đó đi. Thank you. Mấy ngày có quay trở lại không? Ngoài đám mày đứng đợi vậy. Quay trở lại đây thì mới hy vọng đi xuống đây. Còn từ đó ngày đi luôn là thôi bye bye rồi. Người như kiến kìa, nhìn dưới nha. Những cái hàng ghế nó đặc biệt hơn là đứng hàng rào đó. Đúng rồi, ghế đó là ghế đặc biệt.
đấy. Thôi mình không bắt tay được đức cha thì mình bắt tay cha mình nè, có hai cha lận nè, sẵn sàng. Ủa ở Việt Nam không có người ở đây, Việt Nam chỉ có Monsignor ở đây thôi mà không có mặt ở đây. Ở bên này chỉ có Monsignor là Chris thôi. Đức ông ha. Nguyễn Văn Thuận là cái mộ của ngài, ngài đã qua đời rồi, hồi xưa ngài sống ở đây. Lại Rome thôi, lại Rome. Ở Việt Nam mình ra có một ý thức, trong Việt Nam có mấy hồng y, hai hồng y đầu tiên là họ Trịnh hết. Trịnh Thiên Khuê, Trịnh Văn Ca. Hồng y đầu tiên chưa khởi. Hồng y đầu tiên là Nguyễn Văn Nhơn, Hồng y Văn Minh Mẫn và Dài Hưu. Rồi, thôi, quê sẽ rồi. Đúng không? Đi xuống chưa? Chưa, chưa. À không, không, nó đang về thôi mà. Mấy hôm nay còn hy vọng, mấy hôm nay còn hy vọng. Hả? Khó khăn ghê chưa? Đã phơi nắng rồi, còn đứng cực. À, nó cho cái dưới phút thứ ba đằng kia kìa. Đứa nó trang nóng trắng rồi, đứa không nóng. Không nóng. Y như phim vậy. Có cần phải làm lại không? Không biết nói có thật lòng cha không? Cha nãy giờ cha có nghe gì không chứ? Nghe hết rồi, biết rồi. Thật lòng chứ cha, cha nói kỳ vậy? Tôi xin người con nói sai nữa rồi. Con phải đi xin tội rồi sao? Nhưng xin người đừng liền xa tôi. Dạ, đó, bắt cái. Hỏi hai câu nói chuyện thôi. Mấy phim mà ngài nói tiếng gì cha? Mình ra ngài nói tiếng gì? Ngài nói tiếng là... Ý hả? Ý. Mình nói, ngài nói tiếng nhà mình, nói tiếng mình vậy đó hả? Actually, ngài nói được hết mà. Đó, bắt tay cái thôi. Có người chụp hình. Bắt tay, hung tay cha là... Chụp xong á thì mình ra cái tiệm lấy hình đó. Mình ra mình mua hình. Nó đưa mình cái business card á, mình ra tiệm ngay cuối đường. Cái hình của mình. Ừ, mình ra lựa trên computer, hình mình lựa thích cái nào chỉ cái đó đâu. Mình mua. Mua thì mua hai dạng. Mua shop thì nó copy vô cái đĩa cho mình hay USB cho mình. Còn mua hết copy thì nó in ra nó đưa cho mình luôn. Mấy em thứ ba này không biết có hy vọng không? Nếu mà ngày mà làm hoài như vậy đó thì đến chiều chưa ăn cơm nữa. Ăn cơm gì uống nước không dám đi nữa. Không dám nhúc nhích nữa. Còn ai mai trước mình nữa chứ. Uống nước không dám uống. Còn bên này nữa. Có chứ, cái này là nhanh. Ngày đến thì thăm chung cái là xong. Bắt tay đó mới lâu thấy không? Cái này thăm theo nhóm là nhanh hơn. Mà vậy đó mà cũng còn có group ở ngoài đứng xếp hàng đợi nữa kìa.
Oh man, vậy thôi mình không có hy vọng mình nó sẽ hàng sau giờ. Hy vọng là ngày qua bên mấy người này xong qua. Cha nào? Cha mình nè. Cha nhân. Cha nhân, cha nhân. Cha nhân là đưa mình vô đây được thôi, chứ không dám hứa cho khác nữa đâu. Thôi, thao của cha nhân tới chỗ này là máximum rồi. Khả năng của cha nhân tới đây thôi à. Mình không, khả năng đến đây là quá giỏi rồi cha. Tới phía bên đây xô cha sát là kiếm một cha cá nó không trả lời điện thoại. Con cha Đức Giáo Hoàng ngắm mấy đứa bé mà bé này nó mệt lắm rồi. Thấy 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 là niềm vui này rồi. Rồi thấy thấy thấp thì được ai biết tình là vui lắm rồi. Vinh hạnh mà được bắt tay thì còn gì bằng. Dạ đúng rồi cha, là phép lạ còn gì bằng. Mình là bất thường là được rồi. Em đi chép nhiều quá mà không ngồi nữa. Bây giờ hôm nay mình bắt 21 rồi mình sẽ lăn rồi đó. Mình sẽ lăn lại chứ không bắt được. Lâu ngày đưa cái dây chuỗi hả? Bên là security đông lắm á. Thì bên đây em ơi. Tính nết lắm cho nên cái đứa bé này nó mất tiêu rồi. Mình phải lợi dụng nó một chút. Mẹ nó bé đi rồi. Kêu bố nó kêu mẹ nó mang qua. Nó mặt nó đỏ. Thôi mẹ ấm em bé này lên đi. Ấm bé này lên dâng cho Đức Giáo Hoàng luôn đi. Ồ, quay lại hả? Chụp hình, chụp hình, chụp hình. Mấy mấy đám này nó chờ cũng lâu rồi, tội nghiệp. Cái đám ở dưới kia tội nghiệp hơn nữa kìa. Dưới kia là chưa được chấm mút chứ. Cái đó là con dân ngoại, con dân ngoại. Bên đây còn lé tơ lé đôi nhìn được. Ở dưới đó là con dân ngoại. Một số đi rồi là đầu ba mà chưa được đó. Một số đi rồi lứa thưa rồi. Đó là con dân ngoại. Thằng bố nó say, where the baby? Ok, right there. Lát nữa mình phải dọn đường để cho mẹ con nó vào. Đúng rồi. Salut. Đây nè, đây. Ô, giờ mình cởi áo mình tặng luôn. Cởi áo dài tặng đi, ai dám cởi, ai dám hy sinh áo dài. Có phút vải này, trời lấy không ai có vải. Hy sinh áo dài đi kìa. Tặng quốc bảy mày, ngày biểu sao mày giật cái dây dây của Hồng Y nào đưa tao vậy cung mau kìa. Ồ, cửa hậu của mình đúng rồi, giống rồi chứ. Mày giật dây của Hồng Y nào. Nắng quá mà. Mà bữa nay chưa lại nóng. Làm giá mày giá sướng chút nè. Đấy đấy, anh em nghe hồi chuyển lên tôi đến đây phát á. Nghe của anh á. Hãy học chuyển bên coi. Mỗi thứ tư như vậy là phát ra chắc cũng mấy hộp. Ờ, nhiều chứ. Trời ơi, coi sao. Cái phần trăm mà nó về nó đọc bao nhiêu cha? Đọc hết chứ. Không đọc thì đưa cho người nhà đọc hả? À, đọc hết chứ. Đọc cha nãy khéo giờ đọc. Đóng quá rồi. Đóng quá rồi. Yeah.
mặt tươi chưa? Anh nào mà anh thành thế? Nhìn nhìn giống có cái gì trên đầu mình? Ờ, đúng như vậy là hết thuốc rồi. Cái nón giống như vậy trước để rồi mình đổi. Đó mình thấy có người làm rồi đó. Cái nón này á, ngày đổi đó là mua cho biết chỗ bán cái nón này. Nó bán 300 đô á. Mua cầm sẵn ở đây. Xin lý cho hàng đổi. Nhưng mà hên xui. Ủa mà sao mai xin chữ ký như vậy cha? Không có giờ đâu ký. Giờ đâu ký. Đó là cha nhìn thẳng, cha nhìn ngược ánh mặt trời, cha sẽ không ổn. Sao cha đeo mắt kính lên luôn ha. Bên đây đức cha ơi, con xin chờ lâu quá rồi. Đó, được hôn nhẫn của cha mới đã. Mấy đứa kiếm con nhé con. Chúng ta nhiều quá. Mà biết nó kêu mẹ nó là ảnh mẹ tới cái xe. Tới là mình được phở sái. Angel. Hả? Yeah, hình như cũng cần sẽ kể hàng. Grazie. Thank you. Tốt đẹp quá đó. Vậy là xong rồi đó. Là qua bên mình là con nói rồi đó. Cái dù chống của người ta mấy ngày nọ kìa. Cái dù chống đó. Tôi làm là sơ. Dimmi che guarda che foto faccio da qui, guarda. Non vedo niente, sono a voi. Guarda qui. Vè acqua? Sì, kêu đi với mấy người ông chụp hình nó bao hết trơn. Đưa cái lưng màu đen cho mình không thấy gì hết. Cho tặng quà. Rồi tặng cái gì? Không còn phút nào ra đứng để cho mình chụp con không con. Mấy anh handicap. Xong bên đó, bên này nó cũng còn đứng xếp hàng kìa. Dài lắm. Mà ngài liếc qua đây nói mấy đứa này nó đâu có handicap đâu, thôi qua bên kia. Cái đây mà không vào đây là xin thật xong rồi đó. Bên đây không có đứa nào handicap đứng đây hết, mình thôi qua chắc bên là kia. Đi xuống luôn quá nè. Chứ đâu để dưới kia chờ lâu quá vậy được. Còn đây nhiều lắm.
Đó, đi ra mà, 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 đi sau lưng còn mấy nhóm nữa kìa. Các bạn quay lại đây ha. Mấy cái U-turn đi. Reverse. Tội nghiệp dưới kia trời, nhưng mà dưới kia liêu thưa rồi cha. À, đúng rồi, dưới kia hỏi nhiều. Hỏi về bớt rồi. Hỏi về nhiều. Però siamo arrivati giù, poi ritorna su, poi ritorna giù, poi ritorna su. Cái này hết rồi. Cái này có vẻ đi nhanh kìa. Hồi nãy bắt tay từng người, giờ có vẻ đi nhanh rồi kìa. Bây giờ đi nhanh rồi. Nhanh rồi, chuẩn bị đi xuống dưới kia rồi. Chỗ này hết rồi. Không? Không, dài kìa chứ. Nhưng mà không có cho ra đây nữa. Ờ, ra luôn hả? Sắp hàng kìa. Đấy. Bây giờ chưa hay đây. Nhưng mà cha nói không gặp Đức Thánh Cha không được đi về. À không. Chú kia hỏi về chưa hay đi đứng đây. Có kiên nhẫn đến cùng sẽ thắng. Kiên trì đứng lại chờ tiếp. Bây giờ mình cứ nằm dạ đi mà thế nào cũng được hả? Ôi cái lúc bao giờ có gì mà bây giờ chờ tí để cho cái nhóm này xong đấy, con đây con xin họ cái thử mình có được chụp hình không? Nếu mà chụp hình xong mình để cố gắng hãy nuôi hy vọng, đừng bao giờ nản lòng, đừng thất vọng. Cha Hoàng nói chừng, là ở đây à, không về à. Cứ kiên trì đi, trường hợp mà không bắt được tay thì tối về cha cho bắt tay cha. Thôi bắt tay cho nhà trước khi về đi. Nóng quá. Hết rồi. Dạ. Giỡn mà. Đó, đó vẫn còn rút kia nữa lên nè. Không có, mình không có tên trong danh sách. Cho nhà nó để hết cái group đó rồi mình cho nhân xin. Xin nó coi được không cho nhân. Cha nó để hết cái đó rồi mới xin. Mày xin liền bây giờ để chứ. Là xin cua, giống như là cuối. Hết rồi nói làm cái gì? Đó. Xin liền. Hỏi cha, cho nhân xin coi mình nói đuôi nó được không? Khả năng tới đó. Khác với trời hòn ghê luôn á. Mình cứ đi xin đệ đi, được không được mình còn quyết định đó. Alo, của cha dẫn dưới chân hả? Dạ đúng rồi. Chú thôi, bây giờ con nghĩ mình là không có cơ hội đâu, con nó ra đâu đồng hết rồi. Đứa trẻ nó ra đồng quá rồi. Con kiên trì, lần sau. Mấy đứa nhỏ kìa, mấy đứa nhỏ lên kìa. Cái này chắc mẫu giáo lớp 1 rồi nè, chưa trích mà. Giống ấu nhi ha, giống ấu nhi mình ha. Lớp 5, lớp 6 rồi. You don't mind if I hold you up? But you have to act like a baby. It works. It works that way. Trời, giờ này mà cái nhân cùng béo là phải đợi ấy. Thôi mình sắp có. Rồi, cuối cùng rồi, mấy đứa nhỏ cuối cùng rồi. Nãy đâu thấy mấy đứa nhỏ đâu. Ờ vậy hả? Mấy đứa nhỏ nó mới lên. Waiting list không cha? Sẽ có cơ hội qua đó chứ mà không qua. Thấy ăn ba cái thi hoài sợ quá. Thế qua nó có office ở trên kia kìa, office đằng sau luôn. Đằng đó nhìn thẳng lên đây. Lấy 6 năm trước. Vậy mà có nhiều người như cha chơi Việt Nam ở đó đó, nhà ở đến Việt Thai luôn á. Thì không có nhiều thế. Nhà ở đến Việt Thai luôn rồi đó, mà giờ ở đây luôn rồi, sống chết ở đây. Dạ, ta em bao gồm Nguyễn Hoàng Sĩ.
trai kia ông đi qua đây ông gặp Pốt, ông xách tay trong cái ông bảo chứ chưa biết mình nói gì, bởi nó cái hỏi ông nói gì. Nói tôi gặp Pốt đây, nói hai Pốt, Pốt khỏe không? Tôi cầu nguyện cho Pốt FDD. Cái mà nói ủa cái đó bình thường, ngày nào ông dân lễ mà ông cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng cho Francisco. Rồi sao nữa, vô nói gì khác nữa không? Ông biểu lúc ông đi mất tiêu rồi. Không kịp nói thêm nữa. Cái đó bình thường. Cái nhóm Việt Nam của chúng ta làm sao đây? Dạ, được vô hôm xếp hàng vô là mình chạy liền luôn á. Dạ, nếu mà người ta cho mình xếp hàng vô là có nghĩa là mình có cơ hội gặp gặp thì lúc đó mình chạy. Nó từ cái cây đó đó mà được đi ra đây đó là mình ok rồi đó. Còn cái cây đó mà mình có đứng đó hoài mà không cho vô là mình xong rồi. Tại ta ok ta mới cho mình ra đứng đây xếp hàng thì mà được rồi đấy. Ờ được rồi, còn đứng đó chưa chắc. Đúng rồi, chừng nào được nhúc nhích đi này mình chạy. Đúng rồi, đúng rồi, còn đứng đó là chưa được approve. Vấn đề là mình không có trong danh sách, mà mình không có trong danh sách cho nên là nhưng không cho đúng không? Cầu hên có nhà mặt tiền thì thời nào cũng sống được, đâu lo đâu. Nhưng không cho hay sao, đuổi ra kìa. Đuổi ra kìa. Rồi, giải tán luôn rồi hả? Xong rồi hả? Không biết có giải tán không? Hay là đuổi cái nhóm đó cho Việt Nam vô? Nó có Việt Nam ta làm sao? Con hẻm thì con. Mặt tiền hết mặt tiền rồi. Nó khóa sổ rồi. Khóa sổ rồi, nó mơ rồi. May quá, mình còn đứng lại. Yes. Cơ hội, mình có cơ hội con, mình có cơ hội đây nha. Mình có cơ hội đây nha. Mình còn cơ hội ở đây mà. Nó không cho vô nhưng mà cơ hội. Ở đây sao? Vậy hả? Nói gì? Please out. À. Cái ông mà mặc taxi đồ đó, mấy người đó là sếp. Đúng rồi, để gặp đó. Để gặp cái Hoàng đó. Không có giấy tờ, không có danh sách mà. Mày làm dữ vậy? Dạ. Chờ một cơ hội nữa. Cơ hội ở đây gần tới rồi, ngày hôm qua. Còn cơ hội nữa xem sao. Cơ hội ở đây. Về đến đây rồi nè, con có qua đây không? Oh really? Yeah. What did they say? Giờ 1, 2, 3 la we love you để cho ngài đừng có bỏ đi. Ồ, oh, Việt Nam mình quê quá, đi về rồi kìa. Mấy thằng tuxedo này nó nói nặng quá. Nói nặng quá. We love you. We love you. Show him the baby. Show him the baby. Yes. Where is the baby? We love you. Oh, we love you. Pope Francisco. Francesco. Francesco. Ủa, baby nó ẩm đi đâu mất tiêu rồi. Đây. Đưa nó lên. Biểu diễn cho Pop nghe. Nhóm kia chắc đi rồi, rest room hết rồi. Nhóm của mình đó.
Mexico. Rồi thôi đi qua kia nữa rồi. Rồi xong luôn. Mình nghỉ thôi hết phim rồi. Thấy không, đi qua bển với mấy đứa con nít rồi, xong rồi. Trời, mấy đứa nít ra đi cái hướng kia đó cha. Francis Xavier. Rồi còn ai không? Còn ai không? Sorry, just don't go through. Sorry. Bây giờ là 10:40 rồi. Hả? Siamo di qua quando diciamo ai colleghi, dirlo ai colleghi che ci aprono. Anh cha rồi ngày đi bắt thay từng người như vậy đó. Còn chúng ta ở cái khu này gọi là khu special thì nó cũng là special nhưng mà nó là dạng hai thôi. Muốn mà được đăng ký 40 hình với anh cha thì phải đăng ký từ sớm. Còn chúng ta không có đăng ký từ sớm được cho nên là mình không có cái vé đấy. Và lúc này chúng ta thấy đó, bên cái đoàn của Ấn Độ nó hay đó, cũng nên có xin cũng thua thôi. Đối với họ nguyên tắc là nguyên tắc, các cái nơi chung ở đây họ phải chịu như vậy hết. Cho nên mình chịu vô thôi, mình không thể vô được. Thì bây giờ sau khi mình vệ sinh thành đạo xong á, mình sẽ đi ra ngoài ngày kia, mình đi mua đồ ăn trưa. Rồi mình con sẽ dẫn mọi người đến một cái tiệm tôn giáo, mình mua đồ đó, đó là tiệm của Ý. Còn mình đi các cái nơi kia là nó tiệm của tàu, đồ của tàu, không có bảo đảm. Chúng ta chỉ đi một tiệm duy nhất thôi, mua cái gì đó thì mua. Sau đó mình sẽ vô xếp hàng để vô trong đền thờ. Đây, chương trình của mình là hành hương ở trong đền thờ, rồi đi xuống hầm mộ. Rồi nếu còn giờ mình đi trên cái mái vòm của đền thờ. Sau khi mà ở đây xong thì mình sẽ qua quảng trường Venezia, tức là quảng trường chiến thắng. Nơi đó có đài tưởng niệm của vị vua đầu tiên của Ý. Rồi các cái nhà thờ này ghi xung quanh đó, rồi sau đó là Colosseum, mình sẽ đi cái khu xung quanh đó nha. Con nói trước như vậy. Cảm ơn mọi người. Mười hai có bạn rồi đúng không? 13. Biết 13 đâu, em chưa thấy bạn. Biết 13 là cô. 13. Ai đi với cô? Do vì thầy chán đi thẳng ra. Chú ý thì giờ con dặn nè, bộ thánh Pedro trong đây những cái gì mà nó tốt nhất trong của cái Vatican để nằm ở trong đây. Ok. Ai muốn mua ở Fatima? Rồi. Ok, em xin mời. Bây giờ đi ăn mua hai nơi luôn. Bây giờ có bán ngồi lấy hai em được không nè? Không, không phải đi ra ngoài, không ra ngoài, không ra ngoài. Tất cả phải đi ra ngoài là không được. Thank you.
được 70.000 người đó. Đó là nào? Cái hộp. Dạ, cái hộp. Có biến hả? Biết rồi. Cái hộp di danh đó. Giáo hội đó. Giáo hội di danh cái kỳ của giáo hội đó. Thì giáo hội chở hết mọi người. Con thuyền giáo hội. Tham dự buổi triều kiến Đức Giáo Hoàng Francisco tại quảng trường Thánh Phaero kết thúc. Thế là xong, bây giờ chụp hình group picture xong rồi đi ăn trưa. Một nhóm sẽ đi theo cha nhân, đi ra ngoài thành ăn trưa và đi shopping. Còn một nhóm ở lại với cha Hoàng tại vì có đem đồ ăn theo tự túc. Cha Hoàng thì ăn cơm với trà bông. Cha nói dòng Francisco khó và nghèo, cho nên là ăn cơm với trà bông là bao nhiêu đủ rồi. Cái phần cơm này nó cũng nhiều lắm á. Ăn đi bà con. Nó sót nữa nè. Có táo rồi cha. Có táo hả? Dạ. Ăn miếng cơm không? Dạ cha ăn đi cha. Amen. Em có ăn gì chưa? Ở đây ăn đó hả? Hay vậy. À, hay. À. Ăn ốc miêu loại này. Đúng. Chị không ta mais pequenininho. Ah, não. Que esperta. Não consegue. Olha. Não tem como andar no carro.